The Umbrella. Chiếc ô này được đồng bộ với ứng dụng điện thoại thông minh, giúp người dùng cập nhật thông tin về điều kiện thời tiết trong vòng 30 phút và có khả năng nhắc nhở người dùng nếu họ để quên nó ở đâu đó. Thêm một chi tiết nữa sẽ làm hài lòng người sử dụng, đó là nó không bao giờ bị lật ngược trước bão gió. Được thiết kế bởi công ty Wizo của Pháp, những chiếc ô Umbrella, màu sắc cầu vồng có hai phiên bản, cổ điển và hiện đại. Loại cổ điển dài 95cm với một tay cầm cong, trong khi phiên bản hiện đại dài 24cm với tay cầm thẳng. Công ty mô tả chiếc ô như một trạm dự báo thời tiết di động, với bề mặt có những phần tử nhạy cảm, ghi lại dữ liệu theo thời gian về ánh sáng, độ ẩm, áp suất và nhiệt độ. Chúng thu thập và xử lý dữ liệu này, cũng như những thông tin từ một mạng xã hội trước khi gửi thông tin cảnh báo khi nào trời sẽ bắt đầu mưa. Và nếu người sử dụng vô tình để quên ô ở nhà và một ngày có khả năng mưa hoặc để trong nhà hàng, thì cảnh báo sẽ được gửi tới họ cùng với thông tin định vị GPS để đảm bảo họ không bị mất chúng. Chúng tôi đã phát triển một chất liệu độc quyền. Nó làm cho bạn cảm thấy như đang nắm giữ cực quang bắc cực trong tay vậy. Các nàng tích hợp nhiều công nghệ khiến chiếc ô trở nên thông minh nằm ở phần tay cầm. Theo phát ngôn viên của công ty Wizo, đối với những khách hàng có nhu cầu, công ty sẽ phát hành nàng để có thể chuyển đổi bất kỳ chiếc ô nào thành một chiếc ô thông minh như vậy.